Kevin Spacey, nam tài tử từng đoạt giải Oscar mới đây, đã thoát khỏi cáo buộc quấy rối tình dục từ diễn viên Anthony Rapp và không phải chịu trách nhiệm về pháp lý. Ngày 21 tháng 10, theo New York Post, bồi thẩm đoàn trong vụ kiện dân sự trị giá 40 triệu đô la Mỹ của nam diễn viên Kevin Spacey đã đi tới quyết định cuối cùng. Sau khoảng 80 phút cân nhắc, các bồi thẩm viên đã nhất trí việc các luật sư của Anthony Rapp đã không chứng minh được rằng Kevin Spacey đã chạm vào bộ phận kín của thân chủ mình. Anthony Rapp có vẻ thản nhiên khi thẩm phán Lewis Kaplan chính thức bác bỏ vụ án và Spacey cúi đầu trong giây lát. Sau đó anh đứng dậy và ôm các thành viên trong đội pháp lý của mình. Mặc dù Spacey đã chiến thắng trước Anthony Rapp, nhưng anh vẫn phải đối mặt với những cáo buộc pháp lý khác. Nam diễn viên được lệnh phải trả cho MRC, nhà sản xuất của House of Cards, 31 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường thiệt hại khi bộ phim giật gân chính trị bị cắt sau những cáo buộc lạm dụng chống lại ngôi sao. Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên ngồi ghế đạo diễn của siêu sao bóng rổ Michael Jordan mang tên Creed, từ Việt Tay Đấm Huyền Thoại phần 3, vừa tung trailer với những diễn biến nghẹt thở. 5 năm sau thành công của Creed phần 2, thương hiệu phim thể thao đình đám sẽ chính thức trở lại với phần phim tiếp theo. Creed 3 cũng chào đón sự trở lại của các gương mặt quen thuộc Tessa Thompson hay Felicia Rashad. Tuy nhiên, đây sẽ là phần phim đầu tiên không có sự xuất hiện của Sylvester Stallone, võ sĩ Rocky huyền thoại năm nào. Với thông điệp kẻ thù lớn nhất là quá khứ, mạch truyện chính của Creed 3 sẽ đào sâu vào ký ức của tay đấm lừng danh, những mối quan hệ cũ, những vết thương, những nỗi đau tưởng chừng đã ngủ yên một lần nữa dằn vặt Creed, buộc anh phải đưa ra những quyết định quan trọng để bảo vệ cuộc sống hạnh phúc bên gia đình cùng sự nghiệp thăng hoa mà anh đang có. Đoạn trailer đầy căng thẳng nhưng cũng tràn ngập cảm xúc, hứa hẹn mang đến một tác phẩm hành động chính kịch đậm chất Hollywood, tiếp nối thành công của những phần phim tiền nhiệm. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 3 tháng 3 năm 2023 với định dạng 2D và IMAX 2D. Ngày 20 tháng 10, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc KTO cho biết họ đã phát hành hai video quảng cáo du lịch trên kênh YouTube với sự góp mặt của hai thành viên Suga và Jimin của nhóm nhạc BTS. Các video quảng bá du lịch đến các thành phố Busan và Daejeon là một phần của chuỗi video âm nhạc theo chủ đề hoài cổ có tựa đề Feel the Rhythm of Korea nhằm giới thiệu các điểm du lịch với các bài hát mang tính biểu tượng cho các thành phố lớn của nước này. Bài hát Come Back to Busan của ca sĩ huyền thoại Choi Young-pil là bài hát chủ đề cho thành phố cảng phía nam Busan và A Chance Encounter của ban nhạc rock Song Gunmae là nhạc nền cho thành phố trung tâm Daejeon. Video của thành phố cảng phía đông Pohang với ca khúc Do You Know Hip Hop với sự góp mặt của nhóm nhạc hip hop Drunken Tiger sẽ được phát hành ngày 27 tháng 10 tới. Trong khi đó, video của hòn đảo nghỉ mát phía nam Jeju với ca khúc nhạc ra The Wind Is Blowing của ca sĩ Park Sung-yeon sẽ ra mắt vào ngày 2 tháng 11. Việc phá vỡ kỷ lục đã không còn là một tin tức mới đối với cô nàng Lisa của nhóm nhạc Blackpink. Ở thời điểm hiện tại, Lisa được coi là một trong những nghệ sĩ solo K-pop thành công nhất trên thế giới. Vào ngày 21 tháng 10, Lisa lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi san bằng kỷ lục với họa mi nước Anh Adele. Cụ thể, ca khúc solo đầu tay của nữ thần tượng mang tên La Lisa đã đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes của 102 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Trước đó, chỉ một nữ nghệ sĩ duy nhất làm được điều này chính là Adele với bản hit toàn cầu Hello. Sau 7 năm, Lisa trở thành nghệ sĩ đầu tiên san bằng kỷ lục này với Adele. Chưa dừng lại ở đó, việc đứng vị trí đầu bảng tại 102 quốc gia cũng giúp cho La Lisa trở thành ca khúc duy nhất bởi một nữ nghệ sĩ châu Á làm được điều này trên bảng xếp hạng của iTunes. Đặc biệt, mặc dù đã được ra mắt từ năm 2021, nhưng ca khúc vẫn giữ được nhiệt và giữ được khán giả yêu thích sau một năm phát hành. Mới đây nhất, Lisa trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi là nghệ sĩ solo đầu tiên giành được giải thưởng MV K-pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải uy tín VMAs năm 2022.